Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm các khung cảnh và hạ tầng xung quanh căn hộ chung cư Panorama thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vâng, đây là đầm Thị Nại kết nối sông Hà Thanh. Đây là căn hộ chung cư Panorama ha. Có một mặt là tiếp cận ngay trực tiếp với đầm Thị Nại, rất thoáng mát. Chung cư Panorama thì xây theo hình tam giác, trong đó ba khối đều tiếp giáp với ba mặt tiền, đều tiếp giáp với đường rất là rộng thoáng. Cả ba mặt đều nhìn view đầm Thị Nại ở các hướng khác nhau ha. Chúng ta đây là kết nối trong khu An Phú Thịnh đến với căn hộ chung cư Panorama. Phía bên tay phải quý vị đang xem là nhà ở xã hội An Phú Thịnh gồm 3 block, có giá khoảng tầm từ 14 đến 16 triệu một mét vuông, trong khi giá của căn hộ thương mại Panorama thì tầm khoảng từ 20 đến 24 triệu một mét vuông. Mặc dù là căn hộ thương mại nhưng có giá trên không nhiều so với nhà ở xã hội ha. Tất cả đều sửa lâu dài quý vị nha. Căn hộ chung cư Panorama đang vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến có thể bàn giao trong quý 1 năm 2024. Vâng, chúng ta cùng trải nghiệm tuyến đường để đến nhà ở xã hội An Phú Thịnh. Hệ thống giao thông rất thuận lợi vị ha. Kết nối nhiều tuyến đường và đi lại dễ dàng. Hiện tại thì ba block nhà ở xã hội An Phú Thịnh cũng đã có khá nhiều người, các cửa hàng buôn bán ở shop house ha. Khá là tươm tắp, khang trang, sạch đẹp. Nhìn không khác gì căn hộ thương mại cả. Còn chúng ta đang đi trên đường khu trong khu đô thị An Phú Thịnh. Đất còn bỏ hoang khá nhiều ha. Chưa nhiều nhà mọc lên. Tôi dự đoán khoảng tầm 10 năm nữa thì độ mọc phủ ở đây sẽ cao hơn khi mà dân cư ở trong trung tâm thành phố sẽ giãn ra ngoài này. Vị trí rất thuận lợi ha, giao thông đi lại rất thuận lợi, kết nối quốc lộ 19 với đi các tuyến huyện và đi biển cũng gần và tiếp giáp với đầm Thị Nại rất thoáng mát. Ở dân Quy Nhơn, Ví Von đây như là quận 2 của thành phố Quy Nhơn, tương đương với là quận 2 ở thành phố Hồ Chí Minh ha, còn quận 2 ở của Quy Nhơn. Vâng, trước mặt quý vị là các khu shop house của khu đô thị An Phú Thịnh. Rất đẹp và khang trang ha. Các khu shop house thì hiện tại đang dần lấp kín. Mặc dù cũng còn trống rất là nhiều ha. Vâng, rất là khang trang. Chúng ta cùng trở lại khu đô thị An Phú Thịnh ha. Đây là trường đại học FPT kết nối với lại các chung cư thương mại An Phú Thịnh đang trước mặt quý vị, thì có giá tầm từ 24 đến 26 triệu một mét vuông, kết nối với nhà ở xã hội An Phú Thịnh và kết nối luôn với căn hộ chung cư Panorama, đi lại rất thuận lợi. Căn hộ chung cư Panorama thì bao gồm 20 tầng, trong đó có 252 căn hộ và 10 shop house, từ căn studio, một phòng ngủ, hai phòng ngủ và ba phòng ngủ đều có đầy đủ, rất nhiều sự lựa chọn cho quý vị và các bạn. Tôi lặp lại là giá cũng tầm từ 20 đến 24 triệu một mét vuông ha. Và hiện tại có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Vâng, chúng ta có những bức tranh nhìn tổng quan về khu vực xung quanh căn hộ chung cư Panorama. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip.
Quý vị các bạn quan tâm đến căn hộ chung cư Panorama vui lòng comment và liên hệ chúng tôi ha. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào.